chơi no hấp đây, chơi cho ghê. Chương trình có đồng hành cùng newbie. Anh đang quay à anh? Ừ. Vãi, vãi. Đồng hành cùng newbie, ok ok, em đang nghe anh đây. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khi này lên đó các bạn nhá, anh chịu khó anh. Ôi trời ơi, la. Anh chịu khó anh farm mấy cái khiên xịn của tôi chơi đó. Ok anh. Em đang cầm cái khiên đâu nhỉ? Nó gọi là đâu nhỉ? Từ em đang bị đánh. Cái normal seal xịn nhất trò chơi là cái Bander seal á, anh đang ráng farm ra đây. Ok anh. Ôi trời ơi, bị hack. Hack level, à, hack rồi. Thích anh Thành không? Điều nhá, điều. Này thì mua lửa. Vậy điều nhỉ, mấy ngày nó cũng có cái Etus Flask như mình. Thì ai cũng là undead mà, mình có gì đặc biệt hơn nó đâu. Chẳng qua là tại mà... Tại mình là người thôi. Không, bọn nó cũng là từng là người, nhưng tại nó bọn nó mất mục đích để mà tồn tại á. Nên bọn nó thành holo. Bọn nhìn ra hả anh? Bọn nào bị à, bất cứ đứa nào trong đây thành undead đều là những người cũng bị mắc người nguyền giống mình, nhưng mất đi ý chí để đi tiếp á. Cho nên cũng kiểu giống như là khi cái game này kiểu giống như là em mà tắt game đi á, em không chơi nữa, nghĩa là em đã mất ý chí để đi tiếp á, thì em sẽ mãi mãi là holo thôi. À ơi, đợi em phải biến thành người đã thì em mới thì mới summon được nhau. Em quên vụ đấy. Anh cũng phải biến thành người đã thì cái hiệu quả của việc tăng tỷ lệ nhặt đồ mới hiệu quả cao hơn. Vâng. Em thấy bọn này nó nhảy, nó tránh skill, nó tránh chém của mình như gì ý. À anh có cả Black Bolt Ferris nữa. Ui, gọi đánh nhanh vãi. Cực thế em. Em hơi bực. À bà em cực thế em. em đang thấy em hơi cực. Chắc em chuyển sang cái katana đánh cho nó dài. Thì đánh đi, cái mắt đi không dùng đâu, fuck. Em đang cầm cái đuôi rồng, cái Drake ý. À em chịu, em thích chơi katana thì em lên dexterity á, lên khoảng 16, 17, 18, tầm 20 trở lên thì cứ bỏ cái Drake đi. Ừ, Drake đang to hơn anh. Ờ, nhưng mà em nhớ nó còn scale với chỉ số của em nữa, với lại trong game này đâu phải đam to là ngon, em xài thuận tay và hiệu quả với cách đánh của em mới là hay nhất đấy. Em cái Drake à, cái katana nó dài hơn cái kia thật đúng không? Cái tầm đánh nó dài hơn thật không? Ờ thật mà. Giống như là cái này thì tầm đánh tính thật luôn. Tại kiểu giống như là em dùng cái Drake Scythe mà em đánh ở gần quá thì nó đam nhỏ hơn đánh ở xa. Dạ thế. Tại vì cái mũi của nó nằm ở trên đỉnh á. Cho nên em phải đánh trúng cái mũi đó mọi người thì nó mới tính đam lớn. Ui chuẩn thật. Đúng kiểu em dùng cái Uchitagana dùng kiểu thuận, em cảm giác nó thuận tay em hơn. Thế nói chung là thuận tay hơn thì đánh tự khắc nó ngon hơn, chứ còn đánh mà cứ chết hoài kéo bỏ mẹ. Anh vứt bớt đồ không cần thiết đâu. Để gọi lên. Cửa boss gì anh? Không, chỗ cái cửa lộ chỗ đó mà anh đặt sai với em cho mà em thấy anh. À vừa nãy á? Ừ. Ok, đem lên đến. Để xem em gọi lên được bình thường không? Ok. Kéo thì cứ bây giờ nó đang sửa mạng, nó lại loạn vèo hết đi. Lại cắt cát rồi. Ê, em thấy sai của anh rồi. Ê, ok. Để gọi đi. Thế gọi lên ngay và luôn đấy, mới sợ ấy. Ông nội kia. Thì ông nội kia bị cái gì? Gọi sao ta? Bị offline ám rồi. Vẫn thấy bóng người ta mà. Vẫn thấy bóng người ta. Bị thế không? Gặp nhau vui vẻ thế này, chào em. Nào. Chào anh ạ. À, vứt cho em ít đồ nè. Yeah. À. Một cái. Hai cái. Con này nè. Để cho em khoảng 15 cái là đủ để em đăng vũ khí đang cộng 10 đó. Ồ. Oh. Đó. Dê. Dê, Ring of Sacrifice. Nè, nó vừa chết không sao đâu. Ai liên tục.
Ui, ui. Vãi, 400 kìa. Thấy không? Max stack của anh 400 nữa. Thấy không? Tội thanh niên không? Tắt Skype rồi đó. Tắt rồi. Buồn ha. Chàng trai đáng thương. Bị con ma... Bị con ma offline bắt. Em đã lấy cái khiên chưa? Khiên ở đây á? Ừ. Em chưa, em thấy khiên ở đâu? Khoan, em có master key không? Em có. Vậy thì khoan vừa đó, đi thế. Ok. Rồi anh giải quyết con cho là dễ mà. Anh tại anh đánh là sau khiên á. Nên lợi lắm. Ôi rồi, đừng. Ôi, em không chém được nó. Em đang chém em. Kiếm em cài dài nên em gọi chúng cái thanh gỗ trên đầu á, không quan được đâu. Ui, vãi, thật vãi. Còn đây nữa, giải cứu thằng này đi. Đừng đánh, đừng đánh. Đừng có đánh mà lộ mèo thôi. Lăn vào. Cứ lăn lộ vào nó tự bể thùng rồi. Ở ngay đây nè, thằng ngay đây nè. À, đây. Em có thích phải làm bể hết lúc đó vậy? Tại em thích làm bể hết thùng thôi. À đây rồi. Thằng này hả? Nói chuyện với nó. Nói chuyện với nó. Rồi nói vài câu xong rồi đi. Sau này em gặp nó ở Firelink Shrine á. Thì nó hỏi em cái gì em chọn no nha. Vâng. Chọn no cái. Nó hỏi em là, rồi nó hỏi em á. Ủa thế bạn đã nhìn thấy được năng lượng đích thực chưa? Sức mạnh đích thực của phép thuật chưa? Bảo chưa. Thế là nó sẽ tặng em cái găng tay phát lửa. Găng tay xài phép Pyro á. Vâng. Đó, phép thuật của mình từ đấy ra đấy hả anh? Đó là không ra phép Pyro. Phép Pyro nó khác, phép khác. Ok. Rồi, em nói rồi, em xong hết rồi. Đi rồi. Em... Anh cần, em cần máu không? Khỏi. Phí lắm, tại vì mình còn đi khá xa nên đừng có cắn vội. Ok. Cần thì anh vũ cho em đi. Khoan, ở đây thì có mấy con này thì cẩn thận một chút. Đây nè, ai tâm vào đây đi. Rồi lại. Vai. Bấm chuột, bấm bàn phím và chuột liên tục. Tốt. Đau quá. À, bí quyết là khi em bị bắt á thì em phải bấm tất cả các nút trên tay cầm càng nhanh càng tốt thì mới thoát được sớm được. Uống máu đi. Đúng rồi. À, như cái con mà nó nhảy lên đầu em ấy cũng thế. Ờ. Em tại còn làm thế. Ôi trời, hết hồn. Và mấy cái con đó là con mấy con slam á, đấy mấy con thạch đó. Vâng. Nó kháng vật lý tốt lắm. Chỉ có phép lửa rồi lên tinh á. Đừng đi. Nhìn anh nè. Ôi. À em thấy trên đầu rồi, À? Đồng đấy. À nó kháng lửa, nó lại sợ lửa nên cái thương lửa của anh nó xài rất hiệu quả. Đây chính là chỗ để anh đã farm cái Lock Titanite Shot đó. Bọn này drop nhiều rồi đấy. Ôi nó gõ mình như gõ chó ấy. Anh có cái khiên để làm gì, giơ lên heo đi. Ôi trời. À không, con này lag á. Con này lag á, đôi khi. À thế thôi. Ừ. À đây, lag Titanite Shot này này. Đấy. Nhận được cái rồi. Mở cửa ra. Ra đây. Không ngồi đâu, kệ đi, bây giờ ở đây. Ơ có cái ớt kia là bonfire đúng không anh? Ừ, nhưng mà tại anh có ở đây, có anh ở đây không ngồi đâu. Đi ra đây với anh trước. Ơ bảo dụ bây giờ em mà ngồi bonfire anh có biến mất không? Không, em không ngồi được chứ không phải là. Từ từ để tính xem đi đường nào ngon nhất. Thôi đi đường này trước đi. Ok. Quay lại chỗ cũ. Chưa chuẩn bị sẵn mình máu nha. Đoạn này đi căng á. Tại vì gọi hai lần khá là phiền nên anh sẽ lợi dụng việc này á. Giúp em đi một mạch luôn. Em còn có một cái à? Một cái gì? Một cái bình máu ấy. Vậy thôi em bóp máu bằng Human đi, anh cũng có Human đi mà. Ok. Hết thế thì em cứ dùng hết cái dùng đấy em dùng Humanity. Ừ, hết đi, dùng Human đi.
Hết Vãi, đang anh đâu? Anh đâu rồi? quay lại chỗ cũ này. Hết thì anh cho thêm. Đây này. Ông Humanity em còn bảy mấy cái cơ, nhiều. Đó là anh hack cái Humanity đi một một cái. Nhảy xuống dưới. Nhảy xuống dưới. Ôi, có cái cửa. Ui, anh nhớ hết đường này rồi. Không một cái này anh quên hết á. Chỉ có một số cái linh tinh quên thôi. Kệ con chuột từ từ tính. Hãy nhặt cái này đi. Đang đây. Cái đó là cái khi kháng độc 100% á. Ui, Spider Shield. Ui. Đó Ô, lẽ anh giết nó tôi à? Đó lẽ nên để làm cái làm cú đó cho nó ngầu. Nhặt nhặt cái chìa khóa ở đây đi. Em nhặt cái ở đây đã. Thật ra cái chìa khóa này mới là chìa khóa dùng để mở cái cửa lúc nãy cơ. Nhưng mà tại em có master key rồi nên không cần. Kệ, cứ nhặt cho nó đủ. Tại em thích nhặt thôi. Đi thôi, đi thôi. Em đừng đi kia, đừng kia là đừng... từ từ, đường đó là đường tắt thẳng ở chỗ boss đó. Nhưng mà thôi. Em phải ngồi bonfire đã cho chắc. Đây, đây. Ok. Nhặt rồi đi. Đi. Ok. Và đừng đi, đừng đi thẳng, đi đi. Em đi cẩn thận nha, em mà té xuống hố là đi sẽ gặp bọn có khả năng nguyền rủa. Nguyền rủa là trừ vĩnh viễn lên 50% máu. Vậy. Cho khi nào em tẩy được trạng thái đó. À mà đây 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 để xí đề phòng là đề phòng, đề phòng. Đây là những món item dùng để tẩy trạng thái nguyền rủa nè. Anh đang nhả cho em nhỉ? Ở đây đang nhả. Đề phòng okay. Em chết vì cái đó phiền lắm. À có phải cái mà tìm tìm đúng không anh? Đó đó đó, gì đó đó. À, cái này em có. Đề phòng. Đó, 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 đi đây này nè. Đi thẳng đi. Đấy, đấy, trai đúng rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đó. Đó là con chuột. Ui. Trốn, trốn đi, trốn đi, trốn đi. Quay lại đi. Trốn đi, trốn đi. Ui. Vậy, chết rồi. Chuột đánh đau thế. Anh thử quan giết con này của em trước khi. Sao nào? Đi á. What is it? Nghe lại à. Nhặt đồ đi em. Ok. Ủa không có đồ. Nhầm bên à. Vậy là nhà bên kia rồi, ngực quá. Đây đây. Đây. Đáng lẽ qua bên kia nhặt đồ đúng, nhưng mà thôi lỡ rồi đây nhặt nè. Thôi ở đây có thằng Sole nè. Thằng Sole nó có đánh nhau với mình cùng được không anh? Được chứ, gọi lên thì đánh thôi. Bên em gọi lên, em gọi nó lên nhá. Ừ. Ok ok. Càng gọi nhiều, càng gọi nhiều Phantom thì máu boss càng nhiều thôi. Đây đi, để em gọi luôn. Nó không mạnh lên đâu, mà chỉ nhiều máu hơn tí thôi. Không sao, có thêm người là được mà anh. Mà còn thằng này gần như chắc ăn đấy là nó sẽ chết. Thế là thằng này ra tanh cho mình là được. Ừ, để mình tập trung chặt đuôi đó. Con này yếu mà. Chỉ cần nó không được cái thằng... Chỉ cần không được thằng... Anh tham gia sân Like Covenant rồi, anh cũng mặc bộ đồ của nó hiện lên chắc buồn cười lắm. Vô đi. Có cần đỡ khiên gì không anh? Không không. Xem này vui lắm nè. Đẹp, em thích xem cái này, xem này đẹp. Nó tạo sự hưng phấn đấy. Thề là gì nhìn con này sợ sẽ chết không được chứ. Đấy nó con gì anh? Cá sấu với đầu rắn rồi. Ui vai. Vai. Cái gì đây? Anh ơi. Trong vậy thôi chân yếu lắm, yếu nhất luôn. Em ơi. Thế thì bọn sau còn mạnh nữa. Con này BD mà. Hồi trước đánh cái con ở cái chỗ cái thằng thợ rèn ý, em đã vãi ra rồi. Nhìn con này còn hại quá. Đang đang vô, đang vô. Búp đi. Chạy ra chỗ khác búp, chạy ra đợi xí. Đó, đợi xí. Đừng 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 chạy chạy sang luôn rồi. Nó sẽ chơi chiêu chạy tới. Vâng. Thì em bắp rồi, em bắp lên nữa. Ok, bắp rồi. Em chạy ngay vào luôn em ơi. Vâng. Chạy đi, máu em kìa. Ôi. Đuôi đó, của em đó. Thôi em nhặt được cái đuôi rồi. Ừ, tốt, đó là của em. Giờ em giết nó đây.
rồi, bỏ qua. Không được rồi. Anh cần vũ khí khác, sao? vũ khí này đánh không thấm được. Ui. Anh. Đừng lo, em đến cứu anh đây. Uống máu rồi. Đứng kia. Ui vãi. Đầu vãi. Đừng lóc ăn mà đấy nha. Ui. Ui vãi, cái chạy gì đi, đấy? Chạy đi. Em đừng có lóc ăn vào đấy nha. Uống máu đi, uống máu đi. Mà nhớ đừng lóc ăn vào đó. Không, em có lóc ăn ở đâu. Đó là nó khó né đòn lắm. Tại to mà mình đánh chỗ nào, chỗ nào chẳng trúng nữa đó. Không không tên đâu, đứng bắn đi. Rồi em... Không, em chỉ sợ không kịp ấy chứ. Thôi khỏi 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 gần đi, khỏi gần đi. Cứ nhảy vào đánh. Nè, lúc này lúc nhảy vào đánh nè. Okay. Xong lùi ra. Đợi nó nằm xuống là lúc dễ nhất khi đánh. Ôi đồng sao là yếu vậy. Úi dồi, úi dồi. Cho nó đòn đi. Rồi, lui 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 lui. Ê, dùng kia lên. Dùng kia lên, dùng kia lên. Anh cũng quên mất hiệu ứng của cái đó là gì rồi. Không sao anh ạ, em chưa mất máu. Không, cái chiêu đó hình như làm chậm hay làm rách giáp gì đấy. Ủi vãi, thằng nào ăn quả xong chắc chết anh. Ôi, sao đây sao còn sống hay vậy? Ui, phản nữa chết chết anh, phản nữa chết đấy. Tại biệt Sale vô dụng nhá. Nó chết rồi. Lát hit. Đây là em nên lát hit rồi đúng. Rồi chúc mừng em, ở trong khu này có một cái bộ giáp á, nhặt đi. Em nhặt hết rồi, em nhặt được mấy cái đồ liền. À rồi, ngon rồi. Thế là kết thúc chương trình hướng dẫn học sinh đánh boss. Học sinh tiểu học. À, em cảm ơn. Hoa đá bình.